hôm nay em quay bộ cột 12 của Cẩm Lai, màu đào 6 món nha quý vị nhé. Đây 6 món vân rất đẹp. Đây là cái ghế dài, đây là cái chiếc quý vị. Bộ này là 6 món, nó có một cái dài, hai cái chiếc, một cái bàn, hai cái đôn quý vị nhá. Bàn là bên em là một kéo, đôn một kéo luôn. Nếu như quý vị có nhu cầu đặt bàn ghế Cẩm Lai này thì cứ liên hệ với bên em, đồ cũng không gì phát. Xin trân trọng được cảm ơn và rất mong được hợp tác đến quý vị khách hàng thật nhiều. Và chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc và làm ăn phát tài nhé.